Lâu lắm rồi thầy không có hướng dẫn các em giải bài tập dạng live stream. Hôm nay thì thầy rảnh thì dành chút thời gian, thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 lớp 11. Đây là đề thi năm rồi của một cái trường thầy lấy ở trên mạng. Thì đây là bài tập là thầy gửi trên nhóm để các em tự học ở nhà. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu thầy giải. Thì câu số 1. Hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ gián đoạn tại điểm nào có hoành độ là bằng bao nhiêu? Thì mấy em nhìn ra đồ thị nè. Đồ thị ở đây. Nó đi tới đây xong rồi nó lại bắt đầu từ số 1. Vậy thì ở đây nó sẽ gián đoạn tại vị trí có hoành độ bằng 1. Vậy thì các em đã biết chọn được đáp án rồi đúng không? Là phần câu A. Tiếp theo, câu số 2. Thì đây là tính giới hạn lim của 2x bình cộng 3x cộng 1 trên 5x bình cộng 2019 x tiến đến trừ vô cực. X tiến đến trừ vô cực thì ở đây do cái bậc tử với bậc mẫu chúng ta coi là hai này bằng nhau nè. X mũ 2, x mũ 2 bằng nhau. Vậy thì đáp án ở đây là bằng bao nhiêu? 2 phần 5. Vậy ở đây mình sẽ có được cái đáp án là câu D. Được không? Các em hiểu chưa? Đây, câu số 3. Câu số 3. Cho hàm số y bằng x bình cộng 3x cộng 4, y bằng sin x, y bằng x trừ 2 trên x cộng 1, y bằng căn của x trừ 1. Số hàm số liên tục trên R là, ở đây người ta hỏi là số hàm số, có nghĩa là bài toán này bài toán đếm đó, mấy em. Vậy thì kiểm tra lại hàm thứ nhất, y bằng x bình cộng 3x cộng 1. Hàm này đây là hàm số liên tục trên R. Nhớ ha, đây là hàm đa thức. Hàm đa thức lên liên tục trên R. Y bằng sin x. Đây là hàm đa thức, hàm lượng giác. Nhưng mà dạng là dạng sin, cho nên nó cũng liên tục trên R. Rồi, đây là hàm phân thức. Thì muốn có phân thức này có nghĩa thì cái mẫu phải khác không. Mà mẫu khác không thì cho nên là hàm này là hàm không liên tục. Và không liên tục cụ thể ở đây là tại vị trí bằng trừ 1. Rồi, tiếp theo. Y bằng căn của x trừ 1. Thì điều kiện xác định của hàm này sẽ là x trừ 1 lớn hơn bằng 0. Vậy giải ra này là x lớn hơn bằng 1. Vậy có nghĩa là từ 1 đến cộng vô cực thì nó liên tục. Mà ở đây thì liên tục là liên tục trên R. Cho nên ở đây hàm này cũng là hàm, không phải là hàm số liên tục. À, vậy thì mình sẽ có tóm lại là hàm y bằng x bình cộng 3 cộng 4 và y bằng sin x. Đây là hàm số liên tục trên R. Vậy thì mình sẽ có là hai hàm số. Vậy đây đáp án chính là D bằng 2. Các em hiểu chưa? Tiếp theo, thầy sẽ giải câu số 4. Câu số 4 như sau. Lim x bình trừ 7 cộng 2 trên x trừ 1. X tiến đến 1 bằng m. Vậy thì hỏi giá trị của m bằng bao nhiêu? À, bài này thì giải giải tay. Thì cách giải là như thế này mấy em. Lim x bình trừ 3x cộng 2 trên x trừ 1 x tiến đến 1. Thì mình thay số 1 vô đây ha, thay số 1 vô đây. Vậy là ở này thay vô thì đây rơi vào dạng là 0 trên 0. Mà 0 trên 0 thì bắt đầu mình phải phân tích mình đơn giản ha. Vậy thì mình sẽ bắt đầu phân tích. Ở đây x bình trừ 7 cộng 1. X bình trừ 7 cộng 1 thì mình sẽ phân tích ra là x trừ 1 nhân cho. Ở đây là x bình mà ở đây là x. Vậy thì bộ ở đây phải là x nữa đúng không? Vậy x nhân x bắt ra x bình. Ở đây có trừ 1 rồi mình sẽ lấy là 2 chia cho trừ 1 thì ra là trừ trừ 2. Đó. Bắt đầu mình sẽ đơn giản. X trừ 1, x trừ 1 vẫn còn là x trừ 2. X tiến đến 1. Và bắt đầu mình chỉ cần thay số vô là xong. 1 trừ 2 ra trừ 1. Và cái giới hạn này bằng m, mình giải cái giới hạn này bằng trừ 1, vậy thì sẽ ra được m bằng trừ 1. Rồi nha. Vậy đáp án m bằng trừ 1. Thì ngoài ra, ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái máy tính, giải trên máy tính. Giải trên máy tính như sau. Thì mình sẽ bấm ha. Đây thì là hơi tối. Em bấm nè. Đầu tiên là phân số ha. Rồi, bấm Shift dấu này nè, dấu này ha, dấu này nè,
Đó, thì mình nhập cái tử vô. Cái tử là x bình trừ 3 cộng 2, x bình trừ 3x cộng 2, x bằng x tiến đến 1 nè. X tiến đến 1 thì mình thay x tiến đến 1 vô. Rồi, ở dưới mẫu cũng nhập là shift d trên dx luôn. Rồi, x trừ 1. Rồi, x bằng 1. Rồi, mình bấm nút bằng. Vậy thì ra đáp án là bằng trừ 1. Vậy tương ứng ở đây m bằng trừ 1. Rồi, các em hiểu không? Vậy tiến hành mình chỉ chọn ở đáp án như thế này là xong. Rồi, tiếp theo mình sẽ giải qua câu số 5. Bắt đầu hơi tối rồi. Câu số 5. Tính giới hạn lim n cộng 2 trên 2n trừ 3 khi n tiến dần về dương vô cực. Ở đây tiến dần về dương cực, đây là giới hạn của dãy số, thì mình chỉ yếu coi hai bậc tử bằng nhau hay không. Nếu hai bậc tử này bằng nhau thì mình lấy hai hệ số này chia nhau. Vậy đáp án đây là 1/2. Vậy đáp án là 1/2. Phần câu này. Câu số 6. Câu số 6. Cho dãy số UN, VN là các dãy số có giới hạn là bằng L và M. Hỏi mình đề là sau đây là sai. Lim UN nhân VN thì bằng là L nhân M. Này đúng không em? Đúng. Rồi, câu B, lim UN cộng VN bằng L cộng M. Đúng. Câu C, câu này khi thực hiện phép chia em nhớ điều kiện đây là gì? M phải khác không? M phải khác không? Rồi, chúng ta để ý đây. Rồi, câu D thì thực hiện phép trừ chúng ta không cần để ý gì hết. Vậy thì, quay lại, nếu như cái câu C này mà chỉ cần có điều kiện là M này phải khác không, nữa là đúng. Nhưng mà vấn đề ở đây là điều kiện, đây là tìm mệnh đề sai. Cho nên ở đây câu A đúng, câu B đúng, câu D đúng. Vậy thì câu C là câu sai. Vậy đây câu C. Được chưa? Rồi câu số 7. Đây là câu lý thuyết. Nói về tính liên tục của cái hàm số mình để chứng minh rằng một cái phương trình nào đó có nghiệm thì áp dụng cái định lý. Nếu hàm số y bằng f bit liên tục trên đoạn AB và FA nhân FB bé hoặc bằng. Ở đây mình để ý bé hoặc bằng nè. Bé hoặc bằng là không được ha. Lớn hơn bằng cũng không được. Theo như cái định lý á, thì nó phải là hàm số liên tục trên đoạn và cái tích của FA nhân FB phải là bé hơn 0. Bé hơn 0 thì phương trình này có nghiệm thuộc cái phản AB này thôi. Vậy đây mình sẽ chọn đáp án là câu C. Đây là định lý 560 giáo khoa. Rồi câu số 8. Câu số 8. Giới hạn của lim bài này nó dư chữ lim này. Rồi, lim x bình trừ 3 x trừ 5 x tiến đến trừ 1 là bằng. Thì bài toán này chúng ta chỉ việc thay số vô thôi. Thì trừ 1 mũ 2 trừ cho 3 nhân cho trừ 1 trừ 5. Thì trừ 1 bình lên ra là 1. 1 này 3 x 1 là 3 nữa là 4. 4 trừ 5 là trừ 1. Thì đáp án ở đây chính là bằng trừ 1. Vậy chúng ta phân câu B. Được chưa? Rồi tiếp theo thầy sẽ qua cái câu số 9. Chọn khẳng định sao? Bây giờ xét mấy mệnh đề nè. Người ta hỏi số khẳng định đúng ha. Mình chỉ xét đúng. Vậy coi lại câu này đúng hay không. Mệnh đề số 1, lim của quy mũ n bằng 0. Nhớ cái tính chất mà quy mũ n bằng 0 thì quy nó phải nằm trong khoảng nào? Trị tuyệt đối của quy phải bé hơn thứ 1. Mở đây quy bất kỳ, đây là mệnh đề sai. Mình phải làm như thế này, mệnh đề sai. Rồi câu mệnh đề số 2, lim của 1 trên n thì bằng 0, đây là mệnh đề đúng. Rồi, mệnh đề số 3, lim của 2019 trên n mũ 3 thì áp dụng là lim của 1 trên n mũ k mấy em. Lim 1 trên n mũ k là bằng 0, tương ứng k đây phải là số nguyên. Vậy đây là số 3 là số nguyên rồi. Không? Vậy đáp án số này là số đúng, đây là mệnh đề đúng.
Nếu UC mà bằng C, C là hằng số thì lim của UN bằng C. Vậy đây cũng là một mệnh đề đúng. Đây là cái tính chất, các trường hợp đặc biệt, một vài giới hạn đặc biệt cũng nằm trong sách giáo khoa. Các em xem. Vậy thì đây mình sẽ có mấy mệnh đề đúng? 1, 2, 3. Vậy là 3 mệnh đề đúng. Vậy nên mình sẽ chọn đáp án là câu C. Rồi, câu số 10. Câu số 10. Lim 4 mũ n trừ 5 mũ n trên 16 nhân cho 5 mũ n trừ 3 mũ n cộng 1. Thì đây là dính giới hạn về dãy số. Thì mình coi là 4 mũ n, 5 mũ n này lớn nhất. Rồi, đây là 16 nhân 5 mũ n, đây là 5 mũ n cũng lớn nhất. Nhưng mình lấy hai hệ số là mình chia nhau thôi. Vậy trên tử là trừ 1, với mẫu là 16. Vậy đáp án ở đây sẽ là trừ 1 phần 16. Vậy là câu A. Được chưa? Rồi, tiếp theo tới câu số 11. Lim x mũ 3 trừ 4 x mũ 5 cộng 2 x cộng 1 x tiến đến trừ vô cực. X tiến đến trừ vô cực. Ha, vậy thì để ở đây là x mũ 3 là dương 2 mấy em. X mũ 3 hệ số đây là hệ số dương. Hệ số dương. Rồi, ở đây x mũ 3 mà x tiến đến trừ nữa. Thì trừ mình thay vô đây. Mình giải cho nhanh đó là mình lấy trừ vô cực mình thay vô đây nè. Là số âm mà mũ 3 mũ lẻ á, thì ra số âm. Vậy thì hai cái này mình nhân lại thì nó sẽ ra là số âm. Nha, có nghĩa là âm vô cực. Rồi, câu 12. Câu 12. Câu này mình nhìn vô thì có lẽ là nó sẽ rất là khó. Nhưng mà chúng ta nhìn vô chút tư duy tí xíu thì chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ thấy. Ở đây là x tiến đến 1 ha. Thì mình thay tử lên đây là thay vô đây là như nè. 1 mũ 3 trừ cho 1 ra là 0. Được chưa? Ra là 0. Rồi. Đây mình thay vô 1 là 5 trừ 4 trừ 1 cũng là 0 trên 0 luôn. Nhớ ha. 0 trên 0. 0 trên 0 thì bắt đầu người ta tách ra theo sơ đồ. Này tách theo sơ đồ hoặc nè. Vậy thì ở đây mình sẽ đơn giản ha. Vậy thì người ta hỏi ở đây là gì đây? A, C, D, C. Rồi sau đó người ta hỏi là giá trị của 3A cộng 2C cộng D bao nhiêu. Thì ở đây thầy giải lại, thầy ghi lại cho các em thấy ha. Lim x mũ 3 trừ cho 1 chia cho 5x bình trừ 4x cộng 1 trừ 1 chứ x tiến đến 1 bằng lim x trừ 1 nhân cho ax bình cộng x cộng c chia cho x trừ 1 nhân cho d x cộng c. Đó, thì cách làm mình làm như thế này cho nhanh. Ở đây là hệ số là 1 x mũ 3 mà mình chia ra x nè thì còn lại là x bình. Vậy tương ứng a ở đây là phải bằng mấy? A ở đây phải là bằng 1. À, tiếp theo hệ số tự do đây là trừ 1 mà đây là c. Vậy thì trừ 1 nhân với c mà bằng trừ 1. Vậy tương ứng cái c này phải bằng c này là phải bằng bằng 1. Thay 1 cái đây là 1 nhân với trừ 1 mới ra trừ 1. À, tương tự như vậy mình sẽ có ở dưới 5x bình mà chia cho x thì còn lại là 5x. 5x mà ở đây là dx thì d sẽ bằng bằng 5. Được nha. Tương tự như vậy thì mình sẽ lấy là trừ 1 mình chia cho trừ 1 thì đây sẽ là thành số 1. Như là c số 1. Vậy hai cái này giống nhau là đúng nè. Vậy thì tương ứng ở đây mình sẽ có là a bằng 1, c bằng 1, d bằng 5. Vậy thì đề bài nó hỏi cái gì đây? Đề bài nó hỏi là 3A cộng 2C cộng D. Vậy thì mình sẽ có là như đây. 3A cộng 2C cộng D bằng 3 nhân cho A là 1 cộng 2 nhân C nhân 1 cộng 5. Vậy thì cái này sẽ ra là 3, 5 với 5 nữa là 10. Vậy đáp án đây phải là 10. Vậy mình sẽ chọn câu A. Tương tự như vậy,
Tương tự như vậy, mình sẽ giải câu 13. Câu 13. Tính giới hạn cho hàm số fx nó được cho bởi hai hàm điều kiện là x lớn hơn 3 và x bé hơn bằng 3, hàm số đã liên tục trên R khi nào? Vậy thì ở đây người ta cho x lớn hơn 3. X lớn hơn 3 thì lấy hàm trên ha. X bé hơn 3 lấy hàm dưới. Vậy thì ngay vị trí bằng 3 thì coi nó có liên tục hay không. Nếu như tại vị trí bằng 3 mà nó liên tục á thì có nghĩa là nó đã liên tục trên R. Vậy thì vấn đề ở đây mình sẽ tính giới hạn nè. Lim fx x tiến đến 3 cộng, 3 cộng mà lớn hơn 3, lớn hơn 3 vậy mình lấy hàm trên. Vậy 3 trừ x trên căn x cộng 1 trừ 2 x tiến đến 3 cộng. À. Vậy mình thay vô là thay số 3 vô đây là 3 trừ 3 0, 3 cộng 1 4 căn 4 ra 2, 2 trừ 2 là 0, cũng là 0 trên 0. Vậy thì bài toán này buộc mình phải nhân cho lượng liên hợp bằng cách nhân như sau. 3 trừ x căn này trừ ra 2 thì mình sẽ nhân lượng là căn cộng 2. Rồi căn x trừ 1, căn x cộng 1 trừ 2 nhân căn x cộng 1 cộng 2 bằng. Rồi trên tử mình để nguyên ha. 3 trừ x nhân cho căn x cộng 1 cộng cho 2. Cái này nhân này thì ra là x cộng 1. Ở này 2 x 2 là 4. X tiến đến 3 cộng. Rồi bắt đầu bằng lim. Đây mình đơn giản trước dưới đây ha, mình đơn giản trước. X tiến đến 3, cộng 1 cộng cho trừ 4 là trừ 3. X trừ 3 mình trên tử mình thấy 3 trừ x mình đảo ngược lại. X trừ 3 đảo ngược lại thì phải có dấu trừ trước. Vậy đây 3, đây 2 này mình đơn giản. Vậy còn lại là trừ căn với x cộng 1 cộng 2 x tiến đến 3. Rồi thay vô. 3 cộng 1 là 4, 4 căn 4 ra 2, 2 cộng 2 là 4. Vậy thì lim x tiến đến 3 cộng á, là mình tính ra được 4. Nhưng mình tính lim x tiến đến 3 trừ ra. Lim x tiến đến 3 trừ của cái hàm 3 trừ là mình sẽ lấy hàm dưới, đúng không? Vậy mình sẽ lấy hàm dưới chứ là mx cộng cho 2. Vậy thay vô, đây là hàm đa thức rồi, liên tục rồi. Vậy mình thay vô là 3m cộng 2. Do hàm số liên tục ha, do hàm số liên tục mình sẽ xét do hàm số liên tục trên R có nghĩa là liên tục đẩy bằng 3 thì nên mình sẽ cho hai cái giá trị này bằng nhau nha. 3m cộng 2 là bằng trừ 4 thì mình sẽ giải ra này ra được là 3m bằng này chuyển giới qua là bằng trừ 6. Đơn giản vậy 3m bằng trừ 2. Ngày m bằng trừ 2 mình coi là cái đáp án có nào m bằng trừ 2 hay không. Vậy người ta hỏi khi m bằng, khi m bằng mấy thì mình sẽ trả lời là khi m bằng trừ 2. Vậy mình chọn câu B. Được chưa? Rồi câu 14. Tiếp tục câu 14. Cho các phương trình này tìm mệnh đề đúng. Phương trình 1 không có nghiệm trong khoảng này. Thầy hướng dẫn các em là cái mẹo để tính bài này cho nhanh là mình chỉ cần tính cái giá trị theo định lý hồi nãy á. Là mấy em chỉ cần nhập trong máy tính là cái hàm số này giùm thầy ha. Lấy 2 x mũ 4 trừ 5 x bình cộng x cộng 1 nhập vô trong máy tính nè. 2 x mũ 4 trừ 5 x bình cộng x cộng 1. Đó, sau khi mình nhập trong cái hàm số ha. Xong, sau khi mình nhập xong cái hàm số, mình khôn cho trừ 1 này nè. Mình khôn cho cái trừ 1 này nè. Có nghĩa là mình đang tính f của trừ 1. Khôn cho trừ 1. Đó, thì mình ra được trừ 3. Rồi tương tự mình khôn cho vị trí số 1 này nè. Là f của 1 coi bằng mấy đây? Bằng trừ 1. Ha.
Vậy thì mình sẽ tính tích có hai cái này coi nó có ra giá trị âm hay không. Nếu như ra giá trị âm là nó có nghiệm, còn ra giá trị khác gì đó thì mình cũng không biết, có nghĩa là nó sẽ không có nghiệm trong khoản này. Được chưa? Không tồn tại cái nghiệm trong khoản này. Theo định lý nãy mình làm mấy bài tập câu trên đó, thì nhớ như câu số 7 hay gì nữa. Vậy thì câu này là lớn không, ra 3 là lớn không, không thỏa mãn ha. Tương tự như mình thử ở con trừ 2 nữa coi. Con cho trừ 2 ra 11. Rồi F của 1 thì ra trừ 1. Vậy hai này nhân lại tích là ra âm. Để thỏa mãn ha. Tương tự như con cho này thử coi. F của trừ 2 thì ra là trừ 11 nè. Không, con cho 0 nữa coi. Con cho 0 ra 1 nha. Con cho 0 ra 1. Vậy thì ở đây nó cũng có nghiệm. À quên. Con cho 2. Con cho trừ 2. Con cho trừ 2 thì ra 11. 11 nhân 1 ra dương nè. Vậy là không có nghiệm nè. Tương tự vậy mình con cho 0 rồi. Con 0 thì ra 1 nè. Con cho 2 á. Con cho 2 ra 15 nè. Vậy này cũng ra lớn 0. Cho nên là vô nghiệm. Nhắc lại nè, em tính tích có hướng của em tính tích hai này lại. Nếu như nó bé hơn không là nó thỏa mãn. Nha, là nó có nghiệm. Đây là vô nghiệm nè. Đây là cũng là vô nghiệm nè. À, vậy thì con này có ít nhất hai nghiệm là nó sai. Này là vô nghiệm. Không có nghiệm trong khoảng này. Còn dây nằm bên đề này. Chắc là cái này. Con trừ 2. Ra 11. Con 1. À con. Con 0. Thì ra 1. Vậy nên vô nghiệm mà đề này nó không có nghiệm. Vậy thì đáp án ở đây phải là hai câu. Câu này với câu này đúng nè. Nè. Vậy nên mình sẽ phân câu A và câu C. Rồi câu 15. Câu 15. Tính giới hạn N là bằng lim căn của 9N bình cộng 8N cộng 1 trên 3N trừ 7. Thì đây là giới hạn của dãy số rồi. Mình làm cho nhanh ha. Làm cho nhanh. Đây mình rút N bình ra. Vậy trong đây là còn là 9 nè. Cộng 8 trên N. Cộng 1 trên N bình. Chia cho chút N đó luôn. Vậy là 3 cộng 7 trên N. Trừ 7 trên N. Trên đây còn cái căn nha. Trên đây còn cái căn. Mình rút N bình trong căn đem ra ngoài thì còn lại N. Và N trên N dưới mình đơn giản. Vậy trên tử thì nó sẽ là còn lại là lim căn 9 cộng 8 trên N cộng 1 trên N bình. Chia cho 3 trừ 7 trên N. 8 trên N ra 0 rồi, 1 trên N bình ra 0 rồi. Vậy trên tử là còn căn 9 với mẫu là 3. Căn 9 là 3, 3 chia 3 ra 1. Vậy nên mình sẽ chọn là câu C. Rồi câu 16. Câu 16. Câu 16 thì nó giống như cái câu số 13 hồi nãy. À. Vậy thì đề bài nó kêu là tìm giá trị M để hàm số này liên tục đẩy bằng 4. Tiếp bằng 4. Rồi, bài này thầy sẽ không giải ta giải má giải tay nữa mà thầy sẽ giải bằng máy tính em ha. À, thầy sẽ tính lim Fx x tiến đến 4 cộng đi. Thì 4 cộng mình sẽ lấy hàm trên đúng không? Hàm cái 4 trừ x này. Trên căn x cộng 5 trừ cho 3 x tiến đến 4 cộng nè. Đây thầy sẽ bấm máy tính thôi ha. Cách bấm. Mình sẽ bấm nè. Phân số ha. Rồi shift dấu tích phân nè. Rồi mình sẽ nhập 4 trừ x. Rồi x tiến đến 4 cộng nhập vô 4. Rồi nhập với mẫu. Cũng là nhớ nha, shift D trên ý nữa nha. Có dấu D trên ý mới được nha. Chứ em nhờ hay quên cái nhập luôn là sai đó.
x cộng 5. Không quên cái căn nhé. Căn x cộng 5 trừ cho 3 cũng y bằng 4 luôn. Rồi, mình sẽ điền vô đây là bằng trừ 6. Điền đây bằng trừ 6 cho nhanh ha. Rồi, tương tự như vậy mình tính lim fx. X tiến đến 4 trừ 4 trừ là bé bằng 4 nè. Là bằng 1 trừ m. Mình cho hai giá trị này bằng nhau nha. Cho hai giá trị này bằng nhau nè. Có nghĩa là 1 trừ m bằng trừ 6 thì do cái hàm này liên tục ha, liên tục tại x bằng 4 á. Rồi giải ra được m bằng 7. Được chưa? 1 mà trừ cho 7 nó bằng trừ 6 vậy m bằng 7. Vậy chọn đáp án là câu C. Rồi, tương tự như vậy cho câu số 8 nha. Câu 18 nha, câu 17 chứ. Câu 17. Mấy em cũng bấm máy tính luôn nhanh giùm thầy. Biết rằng lim căn của x cộng 1 trừ 1 trên x tiến đến 0 là bằng a trên b. Đó là có dạng phân số tối giản á. À, nhập trong máy tính này. Shift là bấm dấu phân số trước này. Shift D. Rồi nhập cái tử là căn của x cộng 1 trừ 1 căn x cộng 1 trừ cho 1 x tiến đến 0. Rồi cũng nhập rồi shift dấu tích phân. Rồi x. Rồi nhập dưới đây là tính đến 0. Rồi mình bằng. Thì ra 0.5. 0.5 là bao nhiêu? Ha, mình nhập vào 0.5 bằng 1/2. 0.5 vậy là A trên B bằng 1/2. Vậy tương ứng A, B là phân số tối giản. Vậy tương ứng A bằng 1, B bằng 2. A bằng 1, B bằng 2. Vậy đáp án đây chính là bằng 5. Được chưa? 5. Vậy đáp án là câu B. Được chưa? Rồi câu 18. Câu 18 thì ở đây là tính giới hạn 2 bình trừ 5x cộng 2 trên x bình trừ 4x cộng 4 x tiến đến 2 trừ. À, x tiến đến 2 trừ. Thì mấy em bấm máy tính luôn giùm thầy. Nhớ cách bấm nè ha. Cái này là y tiến đến 2 trừ, nó khác y tiến đến 2. Thì mình sẽ nhập là 2x bình trừ 5x cộng 2 trên cho x bình trừ 4x cộng 4. Mình con cho y tiến đến 2 trừ là mình sẽ con cho 2 trừ nè. 0.000001 ha. Ở đây thầy giờ thêm ha, x tiến đến 2 trừ là mình sẽ nhập như thế này. Ở đây các em có thể không nhập số 0 như này cũng được. Rồi bằng ra là trừ 2 chính chính chính. Số này thấy mấy em bé không mấy em? Rất bé đúng không? Bé, rất bé. Rất bé thì nó ra là trừ vô cực. Tại sao thầy khẳng định được điều này? Tại vì ở đây thầy sẽ thay số 2 này xuống với mẫu nè. Vậy thì 2 bình là 4, 4, 4 là 8 nè. 8 mà trừ cho 4 nhân 2 sẽ là 0. Cho nên thầy khẳng định được cái mẫu dưới đây là 0. Cho nên đáp án đây sẽ là trừ vô cực. Được chưa? Rồi câu 19. Câu 19. Rồi thầy giải thích thêm câu 18 nữa. Tụi em có thể dùng cái sơ đồ ha, để tụi em đơn giản ra. Rồi câu 19. Liên tục tẩy bằng 1. Thì tụi em bấm máy tính luôn cho nhanh ha. Bấm máy tính nè. Câu 19. Dấu phân số. Rồi x bình trừ x. X x khác 1 là tính với 1 ha. Rồi x trừ 1. 1. Vậy thì 1 bằng. 1 bằng. Ở đây fx bằng m trừ 1 khi bằng 1 nè. Vậy thì đây sẽ bằng m trừ 1. Vậy giải này ra được m bằng 2. Vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án là câu A. À, riêng câu 20. Câu 20 câu này có vẻ rất là khó nha.
khó. Thì thầy sẽ hướng dẫn câu 20 như sau. Câu 20. Câu 20. Lim x mũ 2018 cộng cho x trừ cho 2. X mũ 2017 cộng x trừ cho 2. X tiến đến 1 là bằng A trên B, và A trên B ở đây có dạng phân số luôn. À, thì cách làm mình sẽ phân tích ra nè. X mũ 2018 đây x trừ 2 nè, mình sẽ tách ra là trừ 1. Đúng chưa? Mình có đơn giản là thì trừ 1 cũng ra là trừ 2. Tương tự với mẫu x mũ 2017 trừ cho 1 cộng cho x trừ cho 1. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chia sơ đồ học ne của cái tử. Để mình nhóm là mình đặt nhân tử ấy ha. Bằng nè. X mũ 2018 là hệ số, là hệ số 1. Được chưa? Rồi, x tiến đến 1 nè. Số 1. Nhưng mình điền đây số 1 ha. Số 1. Rồi, x mũ 2018 là 1 nè. X mũ 2017 là 0 đúng không? X mũ 2016 là 0 đúng không? X mũ 2015 là số 0 đúng không? Tương tự vậy cho tới số số cuối cùng. Số cuối cùng là số trừ 1. Tương tự số cuối cùng là số trừ 1. Vậy thì giống như cái bài phân tích hồi nãy á, thầy nói là x mũ 2018 thì trên đây là có nhiêu số hạng đây? Trên đây nó sẽ có 2019 số hạng. Và bắt đầu làm nè. 1. Hạ xuống, này nhân này cộng này ra 1, này nhân này cộng này ra 1. Tương tự vậy. Và trước số này là số 0, vậy thì đây sẽ là số số 0 luôn. À, số cuối cùng theo chia sơ đồ này là số số 0. Rồi tương tự vậy, x mũ 2017 trừ cho 1, chúng ta cũng làm như vậy. X mũ 2017 là 1 nè. X mũ 2016 là 1 nè. X mũ 2015 là còn tương tự. Thì số cuối cùng là số trừ 1. Và đây x mũ 2017 thì nó sẽ có 2018 số hạng. Vậy thì ở đây đầu tiên là hạ xuống là 1 nè. 1, à 1 nè. Tương tự vậy số này là số 0. Vậy bắt đầu mình sẽ ráp vô cái bài toán này, mình sẽ làm như sau. Bằng lim à quên đây đây và ở đây mình sẽ tách ra là x trừ 1 nhân cho. Này là bao nhiêu số hạng trong đây mấy em? Đây là 2019 số hạng, thì tương tự ở đây mình sẽ có 2018 số hạng nè. Đây là 2018 số hạng nè. Vậy mình bỏ đi số này đi. À, hiểu trước này số 1, vậy thì mình sẽ có là nhiêu đây số đây. Đây là 2018 thì hạ xuống đây là 2017 cộng cho x cộng 16 x mũ 2015 cộng với cộng số cuối cùng là số số 1. Vậy thì trong đây có bao nhiêu cái số hạng? Đây là 2019 số hạng. Dưới đây là còn 2018 số hạng, mà mình bỏ số hạng này ra thì còn lại 2017 số hạng ha. Nhớ ngay vị trí này là 2017 số hạng nè. Rồi tương tự vậy dưới đây mình sẽ có gì đây? X trừ 1 x mũ 2016 cộng x mũ 2015 cộng x mũ 2014 cộng với cộng số 1. Và tương tự này thì nó sẽ có bao nhiêu số hạng đây? Đây là 2018, ngược ngược đây là 2017, trực ngược đây là còn 2016 số hạng nè. Rồi, ở đây mình mới làm được có khúc này thôi, thì ở đây tiếp tục, đây là x trừ 1. Đây là x trừ 1. Rồi, hai hạng tử này có x trừ 1 chung nè. Rút x trừ 1 ra mình đặt phân tử ha. X trừ 1. Rồi, đây là x mũ 2017 cộng x mũ 2016 cộng dấu chấm cộng cho số 1. Rồi đồng thời do x trừ 1 này mình rút ra nữa, mình cộng cho 1 nữa. Rồi sau đó mình sẽ đơn giản. Còn là x mũ 2017 cộng x mũ
2016 cộng 01 cộng 1 2016 2015 rồi. Vậy thì trên đây nó sẽ có bao nhiêu số hạng để mình làm coi. Hồi nãy mình nói là nguyên cái cụm này á, nguyên cụm này nè, là sẽ có 2017 số hạng, đúng không? Vậy đây là 2017, đây là thay số 1 vô nè. Bây giờ thay số 1 vô đây, 1, 1, 1. Vậy đây 2017 cộng cho 1. Ở đây thì mình sẽ có là như đây, 2016 cộng cho 1. Vậy đáp án sẽ là 2018 trên 2017. Trở lại cái bài toán. Cái giới hạn này là nó bằng A trên B. Vậy tương ứng A trên B nè. Vậy A bằng 2018, B bằng 2017. Nhớ ở đây đề bài người ta cho là A trên B là phân số tối giản nha. Mình mới làm được điều này nha. Rồi, vậy mình tương ứng A, B. Vậy thì mình đề bài kêu tính giá trị là A bình trừ B bình. Giá trị là A bình trừ B bình. Vậy thì mình sẽ nhập trong máy tính ha. Vậy tương ứng A là 2018 bình trừ cho 2017 bình. Vậy thì đáp án ở đây sẽ là 4035. Vậy nên mình sẽ có đáp án này là 4035. Thì hôm nay là thầy vừa trình bày cho các em một cái đề kiểm tra học kỳ 2. Thì các em nào mà xem không hiểu thì các em có thể tua cái video lại để xem. Chúc em hôm nay học thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.